Kính thưa mọi người, là mình đang thấy ôn tân đang lúi cuối đang làm cái gì đó mình không biết. Bây giờ mình muốn cái dặm trường văn nghệ này giới thiệu thêm bài nữa, nhưng mà ảnh lúc nào anh cũng có chuyện anh làm hết, cho nên thành ra là bây giờ mình cứ ngẫu nhiên hên xui, không biết có cái bài gì không. Xin chào thần đồng lao động. Anh đang lúi cuối làm gì đây? Mình đang thấy trời gió mát mát ấy, mình độ lại. Độ lại hả? Đón gió luôn, đón hả? Gió luôn. À, độ lại đón gió. À. Là đại lộ đón gió là bài hát của em á. À đúng rồi đúng rồi. Hay mày. Hay quá vậy. Đại lộ đón gió. À. Hát tao nghe đi. Hát này nè. Anh muốn nghe bài đó luôn gì phải không? Mày hát tao làm luôn. Rồi ok. Rồi vừa làm vừa nghe đại lộ đón gió, độ lại đón gió luôn nha. Ok. Có những lúc khi trời hoàng hôn, lặng thầm mình ta trên con đường mòn. Chiều tà nắng tắt, ta đi về phía thinh lặng, nơi xa mà khô cằn. Sẽ có những lúc khi trời bình minh, trời độ nắng mai lên đôi vai trần. Đón gió đi xa nơi chốn mơ hồ, tạm biệt những hư vô. Qua đi, hoang mang heo hắt linh hồn. Hôm nay đi trên đại lộ đón gió riêng mình. Trời hoàng hôn, lặng thầm mình ta trên con đường mòn. Chiều tàn nắng tắt, ta đi về phía thinh lặng, nơi xa mà khó khăn. Sẽ có những lúc khi trời bình minh, trời độ nắng mai lên đôi vai trần. Đón gió